Tôi là Vân Anh, tôi là dược sĩ. Tôi trước khi tham gia khóa học này, tôi chẳng hề biết gì về chứng khoán cả. Nhưng mà cái đội huấn luyện của Kathleen đã giúp tôi chỉ trong 3 ngày thôi. Chỉ trong 3 ngày tôi đã có thể rất là tự tin. Tôi cảm thấy tôi rất là tự tin khi mà để mà thực hiện các cái giao dịch chứng khoán. Và tôi thấy rằng là để trở thành một triệu phú đô la không hề khó. Tôi nếu bạn nào mà muốn tham gia thì hãy tham gia ngay đi, bởi vì nếu muốn trở thành triệu phú trước trước hay sau thì cũng cần phải tham gia khóa học này, tham gia trước thì hơn. Xin chào tất cả các bạn.